cũng đã lên tiếng với một block. Dominic Thâm rất chống chải và Thâm mang về điểm số thứ 5 cho Dolphins. Muốn chuyền. Đối mặt với Marius Gibbs vẫn đang là Dư Minh An, một cầu thủ kèm Gibbs cực kỳ khó chịu ở series này. Có điểm cho Dominic Thâm, cùng với đó sẽ là một cú ném phạt lớn nhất của Dolphins. Ngày hôm nay thì đương nhiên là họ sẽ chờ đợi cả Robert Sanson nữa. Khi mà Thâm cũng đang chơi rất tuyệt rồi thì Kim Bản và Phú Vinh đã có lần thử sức chưa thành công. Marius Gibbs, Gibbs bị đáp một tim và mất bóng. Phúc Vinh đối đầu với Phú Vinh. Cú shot khó của Phúc Vinh, nhưng bóng vẫn đang thuộc về cầu thủ Nha Trang Dolphins. Có 2 điểm cho Dominic Thâm. Ném phạt 2-1 từ Dominic. Điều mà Sài Gòn Heat vẫn chưa thực hiện trong cả 3 lần vô địch trước của mình. Dominic Thâm, một cú ném 3 của Thâm. Ném sọt rổ. 3 game finals. Rổ của Phú Vinh ngày hôm nay không ổn. 2 lần đều EBO. Trực Nhân và Thâm quá khó cho Trực Nhân. Không thể có điểm. Thêm những pha tiếp in. Vẫn là Thâm. Không ai cản được Thâm. Và điểm lại được ghi cho. Và là lỗi thứ 3 của Kim Bản rồi. Kim Bản cũng đã dính pha chóc. Cho Buckley. Buckley quyết định thực hiện một cú deep three. Đó có thể là một cú ném để vực dậy tinh thần cho các đồng đội. Nhưng tiếc là bóng lắc rổ ra ngoài và phản công. 2-1. Gibbs làm gì? Đường chuyền rất quen thuộc của Gibbs. Và một cơ hội như thế này thì Dominic Thâm không có thể bỏ lỡ. Không bật cười được. Các cổ động viên của Dolphins rất sáng tạo. Vấn đề quan trọng nhất, chúng ta vẫn biết một series chung kết 5 game, ai cười cuối cùng mới là quan trọng nhất. Nhưng với cổ động viên của Nha Trang Dolphins lúc này thì cười được lúc nào thì họ cứ tranh thủ cười thôi. Còn để biến được Sài Gòn Heat thành Sài Gòn Hick thì lúc này nhiệm vụ của họ thực sự còn rất rất khó khăn. Trước mắt họ cần 2 lần hích để đưa trận đấu bài chạy ra góc không. Đồng hồ của hiệp 2 bắt đầu đếm giây. Dominic Thâm rất hay pha tung hứng giữa Thâm và Huy Hoàn. Huy Hoàn đã quá bình. Bóng còn trong sân. Và Darius Gibbs khoảng trống cho Vĩnh Quang. Vĩnh Quang đột vào trong. Không được. Thêm một offensive rebound của Dominic Thâm. Và thêm 2 điểm. Lắc rất khéo. Vẫn là Buckley lại kích ra. Dư Minh An ném 3, không được rồi, nhưng có rebound từ Kecho Buckley. Một block từ Dominic Thâm. Robert Samson cũng tham gia vào bữa tiệc ném 3. Dù cho anh gần như không có tiếng nói khi ném 3 thì vẫn có Dominic Thâm, người liên tục nhặt hết rebound. Giác anh làm gì cũng hỏng cho tới hiệp phụ với những pha ghi điểm thành công của Gibbs. Còn ngày hôm nay thì mọi thứ lại ngược lại hoàn toàn. 20, đó là lần gần nhất mà họ thua ở playoffs. Thất bại trong game 2 loạt finals với Thăng Long Warriors.